Đến Miu chào anh em nhá. Hôm nay Miu xin phép giới thiệu là sẽ thanh lý hai combo. Một là một combo của House Center. Hai là combo để cho anh em nào thích nghe nhạc vàng trữ tình du dương để lấy tiền đi biển anh em nhá. Đầu tiên sẽ giới thiệu tới anh em một combo của loa House Center Bass 30 một kèn. Đây là một đôi loa bãi được đánh giá là hay trong suốt thời gian, rất nhiều anh em chơi rồi. Thì combo này thì Miu combo này thanh lý gồm có một cặp loa House Center PF12 Bass 30 một kèn để anh em chơi gia đình, kết hợp với một con súp Ferrix Bass 40 từ 220 cùng 100. Và combo này đồng bộ với nó là một cục đẩy DBL Tích hàng mới tinh đập hộp anh em nhé, EA3160 3106, một chiếc vang số JBL X6, một bộ micro không dây UGX8 trắng cũng mới tinh anh em nhé. Thì với giá thanh lý Hiền Miu cũng xin phép đọc sơ lược để anh em nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ nhé. Cặp loa House Center Hiền Miu xin phép thanh lý giá 7.500.000, súp Ferrix 4.500.000, tương đương với là anh em bỏ ra là 12.000.000 rồi, cộng với con đẩy mới tinh của DB thì con này thì Hiền Miu cũng bán giá gọi cộng một chút lương thôi là 8.500.000, tương đương với nó là 23.000.000 rồi, 23.500.000. Một chiếc vang JBL X6 giá 1.500.000 là 25.000.000. Và một bộ mic Suze UGX8 cũng 1.500.000 anh em nhá. Anh em tổng bỏ ra là tổng là 26.500.000 sẽ sở hữu được combo này. Bao nghe nhạc hay và chất cho phòng khách diện tích rộng từ 25-30 m². Và một combo nghe nhạc. Combo nghe nhạc này thì gồm có một cặp loa Onkyo D77 cực đẹp anh em nhé, màng bát carbon xịn sò, một loa chung và một tép đôm, kết hợp với một chiếc âm ly M1500 với kéo đẩy của nó là cũng Pioler C1500. Combo này thì nếu bình thường anh em mua với giá chắc phải ngoài 20, nhưng ngày hôm nay Hiền Miu thanh lý loa cộng dè kéo đẩy nó chỉ còn 14.500.000 anh em nhá. Giá này cực rẻ rồi, e căng rất đầy đủ, anh em chỉ cắm điện là cắm nhạc vào là chạy thôi, nghe nhạc cực hay. Đấy, combo này Onkyo D77 kết hợp với dè bao kéo đẩy Pioler C1500, hàng không biết xước anh em nhá, đẹp lung linh, chỉ có 14.500.000 thôi. Giá trên thì Miu bán tại cửa hàng không bao ship nhá. Thì với để anh em nghe thẩm về chất của combo loa House Center này với mức giá 26.500.000 đủ bộ này thì mời anh em thẩm nhá, quá rẻ luôn. Loa bình thường anh em phải mua mức giá 13.000.000 nhưng ngày hôm nay chỉ còn 7.500.000. Những chiếc vang số này cũ nhưng mà vẫn còn mới tinh nhá, chỉ có 1.500.000 thôi. Mic nhưng mà bán 1.500.000 cũng không mua được đâu, không dây anh em nhá, 4.500.000. Ok, sao mời anh em nghe nhá. Bình thường anh em mua combo này phải giá tầm 37-38.000.000, không có giá 26.000.000 đâu. Anh em mua bộ này rẻ được 10.000.000 ấy, thì Miu lấy tiền để cho anh em đi du lịch đây. Test cho anh em nghe về chất nó. Bạn nào thích sang để chơi thì cũng quản lý nguồn nữa, hơn 1.000.000 nữa xong. Theo những ngày dài, còn tìm đi qua trong đêm.
Chất thì không thể chê được anh em nhá. Mà giá thì được báo là quá rẻ rồi. Lên 1, 2, 6, 9, 10. Anh em đi mua con vàng cơ không thể rẻ như này được. Có 1,5 triệu con vàng số. Đủ bộ chỉ có 26,5 triệu. Mà toàn đồ chất lượng anh em nhá. Quá hợp lý. Test karaoke cho anh em nghe một đoạn thôi. Bao chất lượng hay anh em nhá. Tuyệt vời luôn. Còn combo nghe nhạc kia thì các bác quý anh em yên tâm mà rất là hay rồi. Nhu cầu mua thì chỉ có duy nhất một bộ là một bộ karaoke và một bộ nghe nhạc thôi nhá. Anh sẽ thiền làm thơ tình nhân. Anh sẽ gom mây kín thành lâu đài. Đợi chiều vàng hút lên làm tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tu trời cao thành vương điểm xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Cao sang thiên lý, đẹp như người quân vương với, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh. Hay quá nhỉ. Phải nói là bộ này quá hấp dẫn luôn. Nếu bình thường anh em đi mua cũng phải giá cực chát luôn. Cửa tiền sấp xỉ 40 mua được, nhưng hôm nay thì chỉ còn 26,500 một combo nghe nhạc nữa. Một lần thực hiện video clip này giới thiệu tới anh em. Em nhu cầu đầu tư mua liên hệ sớm đây nè. Thế nên chỉ bán trong ngày hôm nay thôi. Ngày mai có lẽ lại cất đi không bán nữa anh em nhá. Anh em liên hệ sớm thì chốt được combo này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá.